Kính thưa quý khán giả, danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể là danh hiệu cao quý được nhà nước trao tặng công nhận những đóng góp xuất sắc của các nghệ nhân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tặng cho cá nhân là người Việt Nam đang nắm giữ, thực hành, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống. Qua 3 lần tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân thuộc di sản văn hóa phi vật thể của nhà nước vào các năm 2015, 2019, 2022. Tỉnh Vĩnh Long có 43 nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian và tri thức dân gian. Trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian, tỉnh Vĩnh Long có các nghệ nhân trình diễn đờn ca tài tử, hát bội, nhạc lễ, nhạc truyền thống Khmer, xiếc, múa bóng, dân dân. Lĩnh vực tri thức dân gian có nghệ nhân về nghệ thuật đồ chưng. Danh hiệu cao quý được nhà nước phong tặng cho những nghệ nhân của Vĩnh Long nói riêng và của cả nước nói chung trở thành nguồn khích lệ to lớn. Các nghệ nhân tỉnh Vĩnh Long thường xuyên tham gia các hội diễn liên quan cuộc thi trong và ngoài tỉnh, nỗ lực xây dựng phong trào, phát huy các loại hình di sản phi vật thể mà bản thân đang nắm giữ và truyền dạy cho các thế hệ trẻ. Vùng đất của chúng ta là cái vùng đất nó có cái bề dày lịch sử mấy trăm năm. Mà Vĩnh Long chúng ta nó lại nằm ở cái trung tâm Long Hồ Vinh. Cho nên những cái tinh hoa của một cái thời kỳ nó được quy tụ về ở cái vùng đất này. Do đó mà có thể nói rằng là khi cái vùng đất này được khai mở đó, thì do cái điều kiện tự nhiên, cái điều kiện lịch sử của vùng đất. Cho nên có thể nói rằng là cái tài nguyên văn hóa của chúng ta nó có một cái độ dày. Mà trong đó đó là cái tài nguyên về văn nghệ dân gian đó, nó rất là lớn. Năm 2013, UNESCO đã công nhận nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Bắt đầu từ năm 2015 đến năm 2022 và từ năm 2022 đến năm 2025. Trong hai giai đoạn thực hiện đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, phong trào đờn ca tài tử của tỉnh Vĩnh Long đã có những chuyển biến tích cực về chất và lượng. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 500 câu lạc bộ, đội, nhóm đờn ca tài tử đã được thành lập với hơn 4.700 thành viên tham gia. Các thành viên nhiệt tình tham gia các chương trình biểu diễn liên quan đờn ca tài tử các cấp, thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu trong và ngoài tỉnh, đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ liên quan của khu vực và toàn quốc. Tỉnh Vĩnh Long có 25 nghệ nhân được nhà nước trao danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Chung tay vào công tác gìn giữ và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Trạch, nghệ danh Quốc Trạch tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đã có hơn 25 năm cống hiến cho loại hình nghệ thuật này. Ông hiện là chủ nhiệm câu lạc bộ đờn ca tài tử của tỉnh Vĩnh Long. Gia đình ông có truyền thống gắn bó với nghệ thuật đờn ca tài tử. Từ nhỏ, những giai điệu của hò Sư Sang Xê Cống đã ăn sâu vào tâm thức của ông và các thành viên trong gia đình. Được người cha truyền dạy với đàn kiềm, sau đó ông đã tỉ mẩn học thêm các loại nhạc cụ như guitar phím lõm, đàn nguyệt, đàn cò, đàn violon, vân vân từ các thầy đờn tài danh trong và ngoài tỉnh. Giai đoạn thời hoàng kim của sân khấu cải lương và nghệ thuật đờn ca tài tử, nghệ nhân Nguyễn Văn Trạch từng tham gia các đoàn văn công của huyện và của tỉnh, tổ chức biểu diễn phục vụ bà con gần xa. Bước vào giai đoạn thăng trầm của loại hình nghệ thuật truyền thống, ông vẫn quyết tâm gìn giữ đam mê cho đến ngày nay. Năm 2015,
nghệ nhân Nguyễn Văn Trạch và anh trai là nghệ nhân Nguyễn Văn Hào với nghệ danh Tiểu Yến đã được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian, bộ môn đờn ca tài tử. Sau khi nhận danh hiệu nghệ nhân ưu tú, ông và các thành viên trong gia đình nỗ lực duy trì nghệ thuật của cha ông, cùng nhau ươm mầm cho những tài năng mới. Tôi làm chọn giả thường trực cho cái đoàn văn công Vũng Liêm. Đờn ca tài tử này, bài bản thì nó đã có sẵn rồi, sửa đổi đâu có được, mà chỉ có sửa đổi cái lời ca. Thành ra đó, mình đầu tư vào cái khâu sáng tác thì đột nhiên nó đổi mới, cái nội dung nó mới. Đây là cái linh hồn của dân tộc mà mình giữ được nó thì coi như là một phần mình giữ được cái linh hồn đó, cái linh hồn của dân tộc. Ngôi nhà của nghệ nhân Nguyễn Văn Trạch tại ấp Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm trở thành nơi gắn kết niềm đam mê của người dân trong và ngoài tỉnh đến giao lưu đờn ca tài tử. Nơi đây thường xuyên tổ chức tập luyện cho các nghệ nhân tài tử tham gia các cuộc thi liên quan hội diễn của tỉnh. Nghệ nhân Nguyễn Văn Trạch chú trọng vào công tác truyền dạy cho các thế hệ trẻ. Bằng kinh nghiệm hơn 25 năm hoạt động, ông đã đào tạo ra nhiều thế hệ nối tiếp trong địa bàn huyện, xây dựng phong trào của huyện Vũng Liêm ngày càng lớn mạnh. Cống hiến phong trào phục vụ nói chung ra tất cả những lễ hội, những cái mà cơ quan ban ngành của huyện, của xã, nói chung là những cái gì mà nó có dính líu đến tài tử cải lương đó thì tôi là cũng luôn luôn là có mặt. Ở tỉnh gần thì mình luôn luôn có mặt. Cái tâm quyết mình làm một cái gì quyết bằng một cái tâm hết sức là đàng hoàng. Rồi mình mới giữ lửa, mình mới truyền lại cho bạn bè, rồi con cháu, những đứa em cũng như trẻ trẻ vậy, nó cũng cố gắng để truyền đạt lại cho nó kế thừa. Khoảng thập niên 60-70 của thế kỷ 20, tại Vĩnh Long có rất nhiều đoàn hát bội nổi tiếng như đoàn Tân Phước Lập của ông Bầu Đây, gánh Bầu Sửu ở Vũng Liêm, gánh Phước Tấn ở Bình Minh, gánh Bầu Đợt, Bầu Hưng ở thành phố Vĩnh Long, gánh Đồng Thinh Phương Nam của ông Bầu Răng, vân vân. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long còn khoảng 38 nghệ nhân trong lĩnh vực nghệ thuật hát bội. Qua 3 đợt xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, Vĩnh Long vinh dự có 11 nghệ nhân hát bội được Chủ tịch nước tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Đầu năm 2024, nghệ thuật hát bội Vĩnh Long được Bộ Văn hóa Thể dục Thể thao đưa vào danh mục di sản phi vật thể cấp quốc gia. Ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, nghệ nhân Quỳnh Văn Răng, nghệ danh Bầu Răng cùng gia đình tiếp nối, gìn giữ, bảo tồn và phát huy loại hình hát bội ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trải qua 5 đời, người đi đầu là ông nội của ông Bầu Răng. Kế tiếp là đời cha là ông Bầu Sâm, tên thường gọi là Quỳnh Văn Sâm. Đến đời ông Bầu Răng là đời thứ 3. Con trai, con gái, dâu, rể là đời thứ 4 và các cháu nội, cháu ngoại là đời thứ 5. Gia đình ông có 3 nghệ nhân ưu tú được nhà nước trao tặng bởi những đóng góp cho sự nghiệp gìn giữ và bảo tồn văn hóa truyền thống như nghệ nhân ưu tú Quỳnh Văn Răng, nghệ danh Bầu Răng, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị My, nghệ danh Kiều My và nghệ nhân ưu tú Quỳnh Thị Yến Linh. Trong quá trình hoạt động, gánh hát bội Đồng Thinh của nghệ nhân ưu tú Quỳnh Văn Răng đã gặt hái được nhiều thành tựu. Như năm 2007, gánh hát bội Đồng Thinh vinh dự được mời biểu diễn tại Liên hoan Nghệ thuật Dân gian Thế giới tại Hoa Kỳ với chủ đề Mekong dòng sông kết nối các nền văn hóa. Năm 2010, đoàn hát bội Đồng Thinh đã được Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mời biểu diễn tại đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội với 4 trích đoạn tiêu biểu trong các vở Đường về Sang Hậu, Thần nữ Dân ngũ Linh Kỳ, Võ Tam Tư Chém Cáo và Trảm Trịnh Ân. Là người có tâm huyết với nghề hát bội, ông Bầu Răng luôn trăn trở tìm cách để duy trì, mở mang đức diễn và giữ gìn lối hát truyền thống, mong muốn có thêm nhiều tuần tích về dấu ấn lịch sử của dân tộc Việt Nam để tiếp tục ca diễn phục vụ công chúng, góp phần gìn giữ loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian độc đáo này. Cái nghề này bây giờ tôi
Vậy chứ mà bỏ không được, tôi nói vậy giờ bắt tôi lên hát, ráng lên vẽ mặt rồi cũng làm vậy mà nó thấy nó khỏe. Mà nói bây giờ ai kêu đi đâu chắc cũng đi. Nói bây giờ mình đâu có ngỡ rằng có cái nghệ nhân ưu tú là nhà nước chiếu cố gì, mình đâu có nghĩ tới. Chỉ là mình biết theo cái nghiệp tổ của mình mà phục vụ vậy, đi làm nghề vậy thôi. Tới chừng mà được lệnh báo lãnh được nghệ nhân ưu tú bằng khen rồi này kia nọ thì mình mới được mừng. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tốt, nghệ danh Vũ Linh Tâm, gắn bó với nghệ thuật hát bội từ năm 13 tuổi. Tuổi thơ của ông lấp đầy bởi những tuồng tích, tiếng vỗ tay reo hò, tiếng kèn, tiếng trống trong lễ hội ở các đình làng. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tốt thường xuyên biểu diễn phục vụ du khách đến tham quan Vĩnh Long. Ông cùng các thành viên trong gia đình luôn nỗ lực diễn hết mình, mang đến những tiết mục đặc sắc để quảng bá nghệ thuật hát bội của tỉnh Vĩnh Long đến bạn bè trong nước và quốc tế. Để làm mới các tuồng tích hát bội, ông biên soạn và viết các vở tuồng hát bội mới như Anh Hùng Lam Sơn, Bà Trưng Khởi Nghĩa, Nguyễn Huệ Bình Thăng Long, Câu Thơ Dũng Tướng, Công Đức Dung Ngọc Hầu. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tốt hiện nay là phân hội trưởng phân hội sân khấu tỉnh Vĩnh Long và chủ nhiệm câu lạc bộ hát bội trực thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tốt cùng các nghệ nhân hát bội trên địa bàn tỉnh nỗ lực duy trì nét đẹp trong nghệ thuật truyền thống, thể hiện trách nhiệm trao quyền, mang nghệ thuật hát bội đến gần hơn với khán giả trong dòng chảy cuộc sống hiện đại. Phải tiếp tục là cái mỗi một lĩnh vực, ngành nghề về bên cái lĩnh vực nào thì phải hết sức là bảo vệ để giữ gìn cái bản sắc dân tộc một cách là chân thiện mỹ, và cả nghề nghiệp và cả đạo đức. Trách nhiệm lớn nhất đặt ra vấn đề là phải giữ gìn và phát huy và truyền đạt và cống hiến cho tổ quốc. Tôi nghĩ rằng là trách nhiệm của tôi nói riêng và tất cả những anh em nghệ nhân trong lĩnh vực để biểu diễn dân gian, tài tử có trách nhiệm mà gìn giữ và phát huy nó để làm thế nào đó cái giá trị phi vật thể của nghệ thuật dân gian của tổ quốc Việt Nam ta, của người dân tộc Việt Nam ta càng ngày càng phát huy tốt hơn. Và giữ gìn nó, cái giống quý đó để không phụ lòng những người đi trước đã lập ra. Các nghệ nhân Vĩnh Long không quản khó nhọc để gìn giữ nghệ thuật truyền thống của cha ông để lại. Danh hiệu nghệ nhân ưu tú vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của các nghệ nhân. Bảo tồn và phát huy các loại hình di sản phi vật thể, các nghệ nhân Vĩnh Long luôn nhiệt huyết cống hiến, gìn giữ ngọn lửa đam mê, nỗ lực tiếp lửa cho những người trẻ tuổi noi theo và phát huy. Kính thưa quý khán giả, các nghệ nhân Vĩnh Long luôn hết mình cho sự nghiệp gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo trên vùng đất phương Nam, truyền lửa cho thế hệ mai sau tiếp nối, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc trong dòng chảy hội nhập quốc tế. Đến đây, chương trình văn hóa văn nghệ kỳ này xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.